Đây là chương trình phát thanh tin lành tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, hàng năm cứ vào tuần lễ thứ hai của tháng 10, người dân Canada long trọng đón mừng lễ tạ ơn. Và nhân cơ hội quý báu này, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi có cơ hội để giới thiệu tin lành cứu rỗi của Ngài đến quý vị thính giả gần xa. Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn cơ quan ngôn luận thời báo tại thành phố Toronto và một vụ sống đạo tại thành phố Vancouver đã giúp chúng tôi giới thiệu chương trình phát thanh tin lành này đến quý vị. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả và gia đình đã đón nghe chương trình này hàng tuần. Cầu xin Chúa ban phước lại cho quý vị cách đầy dư. Để mở đầu chương trình phát thanh nhân dịp lễ tạ ơn năm 2019, kính mời quý thính giả đón nghe ca khúc Tạ ơn Cha yêu thương, nhạc và lời của Salam Duy và Joe Trang, qua tiếng hát của Salam Duy. Cha luôn bao la, tạ ơn Cha
Nhân mùa tạ ơn tại Canada, chúng tôi xin tạm ngưng một kỳ tiết mục câu chuyện gia đình. Kính mời quý thính giả nghe bài viết đặc biệt về lễ tạ ơn. Tài liệu được chúng tôi trích từ báo Chân Trời Mới do cơ quan văn phẩm nguồn sống tại Hoa Kỳ xuất bản. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Bạn dâng lời tạ ơn trong tình huống nào? Lúc thuận cảnh hay nghịch cảnh? Bạn vừa bị mất việc, mắc một căn bệnh trầm trọng, hay mất một người thân yêu? Hoàn cảnh như vậy thật khó để nói lời cảm tạ, phải không? Nhưng nên nhớ rằng chúng ta vẫn còn có nhiều điều để tạ ơn. Tôi xin đương cử câu chuyện về một người vẫn dâng lời cảm tạ dù đang trong hoạn nạn. Ông là một tử tù gần như bị lãng quên trong nhà tù La Mã khắc nghiệt. Chỗ ngủ của ông là nền đá cứng, lạnh lẽo của xà lim chật hẹp. Không giây phút nào mà ông không bị các dây xích làm rát và đau vì những cái móc sắt cắt vào cổ tay và chân. Bị tách khỏi bạn bè, bị buộc tội một cách bất công, bị đối xử tàn nhẫn. Nếu một người có quyền oán than thì đó phải là người đàn ông này. Nhưng thay vì than trách thì ông lại thốt lên lời ngợi khen và cảm tạ. Tù nhân này là sứ đồ Phao-lô. Ông đã học được ý nghĩa thật của sự tạ ơn ngay giữa nghịch cảnh lớn lao. Trước đó, khi bị cầm tù ở La Mã, sứ đồ Phao-lô viết: "Hãy dùng thánh thi, thánh ca và ca khúc thiêng liêng mà đối đáp nhau. Hãy hết lòng đàn ca chúc tụng Chúa. Trong mọi việc, hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha." Ê-phê-sô đoạn 5, câu 19 tới câu 20. Hãy luôn cảm tạ về mọi điều, bất kể hoàn cảnh nào. Có thể hiểu lễ tạ ơn đối với sứ đồ Phao-lô không phải là một lễ kỷ niệm một năm một lần, mà là một thực tế mỗi ngày đã làm thay đổi cuộc đời ông và khiến ông trở nên người luôn vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Trong thế giới cổ đại, phong hủi là một căn bệnh khủng khiếp. Nó khiến người bệnh bị biến dạng và cuộc sống họ bị tách rời khỏi xã hội. Bất cứ người bị phong hủi nào cũng đều khao khát được chữa lành. Trong Kinh Thánh có câu chuyện kể về 10 người bệnh phong hủi gặp Chúa Giê-xu bên ngoài một ngôi làng. Họ lớn tiếng cầu xin Ngài chữa bệnh. Sau khi được Chúa chữa lành, chỉ có một người trở lại và tạ ơn Chúa. Còn 9 người kia chỉ quan tâm tới bản thân. Chẳng một ai quay lại cảm tạ Chúa. Ngày nay cũng vậy, lòng vô ơn, bạc nghĩa rất phổ biến. Trẻ em quên cảm ơn cha mẹ vì những gì cha mẹ làm cho chúng. Lịch sử thông thường bị khinh miệt. Chúng ta xem sự giúp đỡ của người khác là bình thường. Và trên tất cả, chúng ta thường nhận những phước lành Chúa ban, nhưng lại không nhớ tạ ơn Ngài. Kinh Thánh dạy chúng ta phải biết ơn. Hãy ca hát cảm tạ Chúa. Thi Thiên 147 câu 7 phần A. Sứ đồ Phao-lô dạy lại phải biết ơn. Cô-lô-se đoạn 3 câu 15 phần C. Cảm tạ Chúa vì các phước lành ngày ban là một trong những dấu hiệu đặc biệt nhất của người đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta không được để tinh thần vô ơn làm cứng lòng,
và làm nguội lạnh mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và với người khác. Không có gì biến chúng ta thành những người cay đắng, ích kỷ, khốn khổ nhanh hơn là một trái tim vô ơn, bạc nghĩa. Và không có gì có thể phục hồi sự hài lòng và niềm vui cứu rỗi của chúng ta hơn là một tinh thần chân thành của lòng biết ơn. Tạ ơn Chúa vì những phước lành vật chất Chúa ban cho bạn. Dường như chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì mình có, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay ốm đau. Nên nhớ rằng, mọi thứ chúng ta có đều do Thiên Chúa ban cho. Vua David cầu nguyện, phú quý vinh hoa đều đến từ Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài và ca ngợi danh vinh hiển Ngài, vì tất cả đều đến từ Ngài. Sử ký thứ nhất, đoạn 29, câu 12 tới câu 14. Vài năm trước, tôi đến thăm một người giàu có và thành công. Ai cũng thèm muốn địa vị của ông. Nói chuyện một hồi, thì ông khóc và thú nhận rằng ông rất đau khổ. Sự giàu có không thể lấp đầy chỗ trống trong lòng ông. Rồi tôi đến thăm một người bạn khác, cách đó không xa. Ông sống trong một ngôi nhà nhỏ bé với vài đồ vật cần thiết. Tôi nhận thấy gương mặt ông thật rạng rỡ khi nói về những công việc ông đang làm cho Chúa Cứu Thế và cách Ngài đổ đầy ơn phước trên đời sống của ông. Tôi tin rằng người thứ hai thật sự là người giàu có. Mặc dù ông không có của cải, nhưng ông đã học biết ơn mọi điều mà Thiên Chúa ban cho ông. Tạ ơn Chúa vì những người trong cuộc đời của bạn, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bà con, bạn bè, là những người chung quanh, gần gũi với chúng ta mỗi ngày. Nhưng chúng ta lại có khuynh hướng xem sự giúp đỡ của những người này là điều đương nhiên, hoặc thậm chí than phiền hay tức giận khi họ không đáp ứng đòi hỏi của mình. Tôi nhận được thư từ một phụ nữ cho biết cô ấy may mắn có được một người chồng tốt bụng, tử tế. Trong thư, cô liệt kê các lỗi lầm của mình và cô biết ơn vì lòng bao dung của chồng đối với mỗi lỗi lầm của cô. Lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta hàn gánh những mối quan hệ bị đổ vỡ. Có bao giờ bạn cho người khác biết rằng bạn đánh giá cao họ và biết ơn họ không? Tạ ơn Chúa khi bị thử thách, thậm chí bị ngược đãi, chúng ta tránh khó khăn. Nhưng không ai có thể miễn trừ khỏi hoạn nạn. Nhiều nơi trên thế giới, cuộc sống của cơ đốc nhân thật nguy hiểm vì bị bách hại. Tuy nhiên, dưới những thử thách đó, chúng ta có thể cảm tạ Thiên Chúa vì biết rằng Ngài luôn ở bên và giúp chúng ta. Chúa dùng những đau khổ để đem chúng ta gần Ngài hơn. Tôi không biết bạn đang phải đối mặt với những thử thách nào, nhưng Thiên Chúa yêu thương bạn và ở với bạn qua Chúa Thánh Linh của Ngài. Hãy nuôi dưỡng tinh thần biết ơn ngay khi giữa những thử thách và đau buồn. Tạ ơn Chúa vì sự cứu rỗi của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh cho biết chúng ta xa cách Thiên Chúa vì chúng ta đã phạm tội. Nhưng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài muốn chúng ta trở nên một phần
của gia đình Ngài. Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi sai con độc sinh của Ngài vào thế gian để chết như một của lễ hy sinh hoàn hảo cho tội lỗi của chúng ta. Những gì chúng ta cần làm là tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi và Chúa của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Răng đoạn 3 câu 16. Bạn đã mở lòng mình cho Chúa Giêsu chưa? Nếu chưa, hãy quay lại với Ngài và cầu nguyện ăn năn, cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã làm cho bạn. Chúng ta không nên để một ngày trôi qua mà không cảm tạ Thiên Chúa vì sự thương xót và ân sủng của Ngài đối với chúng ta. Tạ ơn Chúa vì sự hiện diện liên tục và sức mạnh của Chúa trong cuộc sống của bạn. Khi chúng ta đến với Chúa cứu thế, đó không phải là điểm đến, mà là sự khởi đầu của một cuộc sống hoàn toàn mới. Ngài ở với chúng ta, và Ngài muốn chúng ta theo Ngài, vì Đức Chúa Trời là đấng đang tác động trong lòng anh chị em, để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Philip đoạn 2 câu 13. Mỗi năm có một ngày tạ ơn, nhưng chúng ta nên bày tỏ lòng biết ơn không chỉ một ngày trong năm, là mỗi ngày trong cuộc sống. Kinh Thánh dạy, trong mọi việc hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu Chúa chúng ta, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20. Bạn đã nhận được niềm vui của mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu chưa? Nếu trở về với Chúa, Ngài sẽ cất đi sự cay đắng của bạn và ban cho bạn một đời sống phước hạnh. Hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ vì hôm nay bạn được biết Ngài. Quý thính giả vừa đón nghe một tiểu phẩm dâng và tạ ơn với tựa đề Tạ ơn Chúa trong mọi sự. Sau đây, kính mời quý vị đón nghe câu chuyện phúc âm với đề tài Của lễ thụ ân. Thưa quý vị thính giả, thể theo Thánh Kinh Lê Vi Ký từ đoạn 1 cho đến đoạn 7, thì trong các thể thức để thờ phượng ra mắt Đức Chúa Trời, Ngài truyền dân sự của Chúa phải chuẩn bị các cụ lễ, ấy là cụ lễ chuộc tội, để xin Chúa tha tội cho trước khi ra mắt Chúa. Ngoài ra có cụ lễ thiêu, cụ lễ chay và cụ lễ thụ ân, cũng gọi là cụ lễ cảm tạ hay là cụ lễ tạ ơn theo một số các bản dịch khác. Như vậy, nhìn qua các hệ thống của lễ mà Đức Chúa Trời Ngài truyền cho dân sự khi đến thờ phượng và ra mắt Chúa, thì sự cảm tạ, sự tạ ơn Ngài là một điều không thể thiếu, bởi vì cảm tạ Đức Chúa Trời ấy là hành động của lòng biết ơn. Đức Chúa Giêsu cũng nêu gương về việc này, và nhân lễ tạ ơn của năm 2019, chúng tôi dùng gian đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu 14 để trình bày cho quý vị về tinh thần tạ ơn của Đức Chúa Giêsu đối với Đức Chúa Trời, dẫu từ một việc rất nhỏ nhưng đã đem lại một kết quả rất là lớn. Gian đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu 14, câu chuyện Chúa Giêsu quá bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn như sau. Rồi đó Đức Chúa Giêsu qua bên bờ kia của biển Galilê là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm là chữa cho họ lành bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên núi ngồi đó với các môn đồ.
Vả lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa đã gần đến. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình. Nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi phân phát cho những người đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa. Ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với các môn đồ rằng, hãy lượm những miếng bánh còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn no rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ của Đức Chúa Giê-xu đã làm, thì nói rằng, người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Khởi sự phép lạ quá bánh cho 5.000 người bắt đầu từ một đoàn dân rất đông đang đến để trông đợi phép lạ Chúa đã làm và họ muốn Chúa làm tiếp tục trên đời sống của họ với những nhu cầu họ đến. Tuy nhiên, Thánh Kinh Giăng chép rằng, nhưng Chúa Giê-xu và môn đồ của Ngài lên núi cao. Cụm từ lên núi cao là một chữ tượng hình khiến cho chúng ta suy nghĩ đến rằng trong khi người ta hay nói cách khác, thế gian đang tìm kiếm những nhu cầu trước mắt cho mình, thì cơ đốc nhân lại có một nhu cầu cao hơn và đặc biệt hơn. Đó là tìm kiếm sự cầu nguyện hay tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Và chắc hẳn rằng đây là thời điểm mà Chúa Giê-xu và các môn đệ cầu nguyện cảm tạ Đức Chúa Trời về những việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua con Ngài là Chúa Giê-xu và các môn đệ đã chứng kiến, cho nên dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về việc đó. Sau khi Chúa Giê-xu và các môn đệ cầu nguyện, họ mở mắt ra thì thấy trước mắt nhu cầu của đoàn dân đang đến mỗi ngày càng đông và càng đến thức ăn. Một lần nữa chúng ta thấy tại đây rằng hễ mỗi lần cơ đốc nhân đến gần với Ngài, cầu nguyện với Ngài, thì dường như có những thách thức, có những nhu cầu mới đến trước mắt họ. Mới trước đây, khi họ nghe Chúa Giê-xu bảo rằng hãy qua bờ bên kia, thì họ vâng lời và sau đó một trận bão đã ập đến với họ. Tuy nhiên, trong cơn bão ấy, họ kinh nghiệm Chúa Giê-xu là đấng có quyền trên thiên nhiên khi Ngài phán với bão tố rằng hãy yên đi và cơn bão đã trốn khỏi, khiến cho họ đi qua bờ bên kia một cách an toàn. Bây giờ, Chúa Giê-xu bảo hãy qua bờ bên kia một lần nữa. Khi họ cầu nguyện, thì họ thấy một nhu cầu đến. Đối với họ đây là một việc mà quá khả năng con người. Làm sao có thể đáp ứng cho một số đông người như vậy trong một nơi mà họ cho rằng vắng vẻ như thế? Câu chuyện này được cả 4 sách phúc âm chép lại. Tuy nhiên, Giăng đoạn 6 câu 6, Giăng đã khéo léo ghi lại một chi tiết đáng chúng ta học hỏi hôm nay như sau. Chúng tôi đọc từ câu 5 của đoạn 6. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn. Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng, đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Đức Chúa Giê-xu đã nêu vấn đề cho Philip, nhưng mà Thánh Kinh chép rằng Ngài có ý muốn thử Philip, chứ Ngài biết điều Ngài phải làm rồi. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giê-xu là người chăn, là cha. Ngài luôn luôn thấy trách nhiệm yêu thương của Ngài đối với chiên của Ngài, đối với dân sự của Ngài, đối với những người con của Ngài. Đây không phải là trách nhiệm pháp lý như một số người thường nghĩ, rằng Chúa phán như vậy, Chúa phải làm cho tôi. Tuy nhiên, đây là trách nhiệm yêu thương như trách nhiệm của một người cha làm cho con cái của mình. Bởi vì lòng yêu thương đã thúc đẩy người cha có trách nhiệm như vậy. Cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài kể chúng ta là bạn hữu của Ngài.
cho nên Ngài có một trách nhiệm yêu thương của người bạn cho một người bạn thiết. Ngài kể chúng ta là chiên, Ngài là người chăn. Ngài có trách nhiệm yêu thương của một người chăn đối với chiên. Ngài kể chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài có trách nhiệm của một người có thẩm quyền để chăm sóc trong đời sống của chúng ta. Vậy, thay vì ép buộc Chúa phải làm những điều mà chúng ta thấy Ngài hứa trong Thánh Kinh, chúng ta tin những điều Ngài hứa, nhưng ấy là trách nhiệm yêu thương. Hãy chờ đợi, hãy cầu hỏi và hãy trông đợi Chúa làm thể theo ân điển Ngài đối với chúng ta. Tại đây chúng ta cũng thấy một điều Chúa muốn dạy dỗ các môn đệ rằng con đường theo Chúa khởi đầu là những nhu cầu cần đáp ứng, là những thách thức chúng ta cần vượt qua, nhưng cuối cùng chính Ngài biết điều Ngài sẽ làm cho chúng ta. Cho nên vấn đề của chúng ta ấy là cơ hội của Ngài để chúng ta nhận biết Ngài là đấng cứu thế, Ngài là đấng tiên tri phải đến thế gian này. Trở lại câu chuyện hơn 5.000 người cần được một bữa ăn và Đức Chúa Giê-xu có ý muốn các môn đệ có trách nhiệm trong việc này. Chúng ta trở lại Thánh Kinh, thì đây là những cái nhìn khác nhau của các môn đệ. Đối với Philip, trước khi có nhu cầu cho 5.000 người ăn, thì có lẽ trong số các môn đệ, họ có một ngân quỹ khoảng 200 đơ-ni-ê. Đây là một số tiền khá lớn cho đoàn truyền giáo của Đức Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, khi thấy nhu cầu này, thì ông tự nhiên thấy 200 đơ-ni-ê quá nhỏ và không làm gì được cả. Còn các môn đồ khác, thì thể theo Matthew, Mark và Luca cho biết rằng, họ nói với Chúa Giê-xu rằng, lại Chúa, nơi này vắng vẻ, không có ai bán đồ ăn cả, hãy cho vào các xóm làng chung quanh để người ta tự mua đồ ăn. Một đoàn dân hơn 5.000 người đông như hội như vậy, tuy nhiên khi thấy nhu cầu thì người ta cảm thấy tự nhiên là một nơi vắng vẻ. Còn Andre thì thấy một em bé trai nhỏ, chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá chỉ đủ ăn cho một người. Và ông cảm thấy được điều này không có gì để nói cả, đến nỗi ông nói rằng không có thấm vào đâu so với số đông 5.000 người. Tại đây chúng ta thấy rằng cá nhân và tập thể của các môn đệ dâng cho Chúa của lễ, nhưng không có của lễ của sự cảm tạ. Không hề có một sự cảm tạ, có một sự tạ ơn nào tại đây, nhưng luôn luôn thấy nhu cầu với cả một cái nhìn tiêu cực. Tuy nhiên, đối với Đức Chúa Giê-xu, đây là cơ hội Ngài muốn bày tỏ cho đoàn dân và các môn đệ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là đấng tiên tri phải đến thế gian này. Đây là cách của Chúa Giê-xu thể theo gian đoạn 6 từ câu 10 chép như sau. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa. Ai muốn bao nhiêu mặc ý. Một chi tiết nhỏ nhưng đem lại cho chúng ta một sự dạy dỗ lớn ngày hôm nay. Ấy là trước khi Ngài nhận 5 bánh 2 cá, tạ ơn Đức Chúa Trời, thì Ngài truyền cho chúng phải ngồi xuống nơi bãi cỏ. Thật vậy, một người bôn ba, vội vã, bồn chồn, chạy tới chạy lui, thì không thể nào có cơ hội để thấy công việc của Đức Chúa Trời đang làm trong nhu cầu của mình và tạ ơn được. Chúng ta đang sống trong một thời đại quá nhiều sự bận rộn và có nhiều nhu cầu lớn nhỏ đến với chúng ta, khiến cho tâm trí và đời sống của chúng ta không có dịp tiện để yên lặng, để nghỉ ngơi tâm trí và linh hồn của mình, để thấy công việc của Đức Chúa Trời làm trong đời sống của mình mà tạ ơn của Ngài. Cho nên Ngài bảo dân sự hãy ngồi xuống. Và sau khi họ ngồi xuống bình tĩnh để có thể nhìn xem, quan tâm, chú ý việc Chúa làm, thì lúc đó Chúa nhận 5 bánh 2 cá nơi các môn đệ rồi dâng lời tạ ơn với Chúa Trời. Kính thưa quý vị thính giả, tại đây chúng ta nhìn xem một hình ảnh hết sức lạ lùng, đáng tạ ơn Đức Chúa Trời toàn năng. Ấy là chỉ có 5 cái bánh 2 con cá từ tay của một đứa bé nhỏ, đến nỗi Andre là một con người bé nhỏ cũng thấy đây quá bé nhỏ,
nhưng mà đối với Ngài, khi trao cho Ngài thì đã trở nên một của lễ để đáng Ngài tạ ơn Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta cần phải tạ ơn Đức Chúa Trời? Xin thưa, ấy là của lễ không thể thiếu mà Đức Chúa Trời muốn một người đến với Ngài cần phải tạ ơn Ngài, là của lễ thù ân hay của lễ tạ ơn. Phao-lô cũng nói rằng, bởi vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, cho nên tất cả mọi sự dẫu lớn hay nhỏ thì chúng ta được Kinh Thánh cho biết rằng ấy là bởi Ngài ban cho chúng ta, là từ Ngài làm cho chúng ta, cho nên chúng ta cần đem những điều đó hướng về Đức Chúa Trời với lời tạ ơn. Ông khuyên tín hữu Philip trong thơ Philip đoạn 4 câu 6 rằng, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hoàng đế David, người gặp vô số những thách thức trong đời sống làm vua của mình, nhưng ông đã vui hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái ở trong Chúa, bởi vì đời sống của ông ngày đêm là của lễ cảm tạ. Ông nói nhiều lần trong Thi Thiên rằng, hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao, Thi Thiên 50 câu 14. Thi Thiên 54 câu 6, David nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện, cũng sẽ cảm tạ danh Ngài, vì điều đó là tốt lành. Tại thành phố chúng tôi đang ở, thì có một số người là khách hàng đã có một nhận định gần như giống nhau. Ấy là khi họ đến các cửa hàng nơi buôn bán của người Á Đông, thì thường thấy những người phục vụ tại đó dường như thiếu sự cởi mở và nhất là không nói lời cảm ơn. Có người đã biện bạch rằng bởi vì những người làm tại đó đã có một cuộc sống quá khó khăn, cho nên người ta thiếu sự vui vẻ. Và có lẽ vì văn hóa của Á Đông cho nên người ta khó nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, lời Chúa dạy chúng ta rằng trong mọi sự hãy dùng lời cảm tạ mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Ai nói được lời cảm tạ với Đức Chúa Trời, chính những Ngài lấy làm vui thích về người đó, và chính người đó thấy rằng mình là người có phước bởi vì nhận biết được rằng Chúa đang làm ơn cho đời sống của mình. Người nào nói được lời cảm tạ với Đức Chúa Trời thì cũng sẽ dễ dàng để nói lời cảm ơn với những người chung quanh. Cuộc sống sẽ trở nên thông thả, thú vị và phước hạnh hơn bắt đầu từ thời điểm này. Trở lại câu chuyện Chúa Giêsu đã tạ ơn Đức Chúa Trời về 5 cái bánh 2 con cá nơi một bé trai, thì Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi, Ngài cũng lấy cá phân phát cho chúng nữa, ai muốn ăn bao nhiêu mặc ý. Chúng tôi đọc câu 11 và câu 12 của đoạn 6 của Phúc Âm Giăng. Chúng tôi thì nghĩ rằng có lẽ ai đó đã lấy ý tưởng này khi họ suy nghĩ đến lễ tạ ơn mà chúng ta có ngày hôm nay. Ấy là kết quả của sự cảm tạ là sự ban cho. Và chắc vì thế cho nên chúng ta có ngày Thanksgiving. Người có tinh thần sẵn sàng cảm tạ Chúa trong mọi sự, trong mọi điều, thì chẳng những người ấy giàu có về tâm linh, nhưng mà cũng giàu có lòng thương xót, sẵn sàng giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Kính thưa quý vị thính giả, hẳn ai nấy trong chúng ta muốn có một đời sống như Chúa Giêsu hứa, nhận được sự sống và sự sống sung mãn trong Ngài, thì hãy khởi sự bằng cách trở lại với Chúa, tạ ơn Ngài vì những gì mà Ngài đã làm trên đời sống chúng ta. Và ai làm được việc này thì người đó đang khởi đầu một cuộc sống sung mãn và cũng đem lại sự sung mãn có thể chia sẻ cho những người chung quanh nữa. Ngài là vua tâm linh này, tìm kiếm Giê-xu. Quý thính giả vừa đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt.
Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Nếu quý vị đang cư ngụ tại thành phố Toronto và phụ cận, kính mời quý vị đến thờ phượng Thiên Chúa và thông công với chúng tôi vào lúc 3:30 các chiều Chủ nhật tại 311 Wilson Heights Boulevard, North York, cạnh Subway Wilson. Trân trọng kính chào.